làng đào Nhật Tân các bác ạ. Đang mùa cúc họa mi rất là đẹp, nhưng mà tôi thích đi ngắm đào. Tôi thích đi qua cái vùng này các bác, không chỉ là để ngắm hoa đào đâu các bác, là để nhìn thấy đào ấy. Nhìn thấy đào, mỗi lần đi qua đây nó có một cảm xúc đặc biệt lắm các bác. Tôi nghĩ là nhớ đến Tết, nhớ đến Tết xưa các bác nhé. Tết xưa. Và tôi chắc là nhiều bác ngày xưa ở quê hoặc là trải qua một thời khốn khó thì tôi nghĩ là đều có cảm xúc như vậy. Đi qua làng đào như này. Đào thì hơi sớm, chắc hơn 2 tháng nữa mới đến Tết cơ. Nhưng mà cái không khí các bạn, không khí của cái trời bắt đầu rét. Rét mà đi nhìn thấy hoa đào là tự nhớ Tết. Nhớ Tết chứ không mong Tết các bác nhé. Bây giờ thì nó khác hồi xưa, hồi nhỏ. Thì là đi qua thì cái không khí mình nhớ cái Tết xưa. Nhớ Tết xưa. Cảm xúc lúc nào nó cũng đặc biệt. Đấy, giữa cái khung cảnh và cái thời tiết. Thì năm ngoái tôi có đi vào cái lúc mà người ta tuốt lá ấy. Tùy thời tiết từng năm các bác ạ, nhưng mà tuốt lá thường người ta tuốt trước khoảng hơn một tháng một tí tùy thời tiết. Nếu mà chơi sớm như bên này thì họ chơi sớm, họ để bán trước cho cơ quan thì họ tuốt sớm. Đấy. Chứ còn các bạn trẻ ra đây chụp cúc họa mi đấy, ra bãi đá sông Hồng rất là nhiều. Nhưng mà tôi cũng không thích cái không khí, tôi thích cái màu sắc này thôi. Và tôi thích cái màu trầm của cái hoa đào này. Của cái đào trong cái tiết trời lạnh. Đây, chuẩn bị một vụ đào. Chuẩn bị một vụ đào nữa đón Tết các bác ạ. Còn chưa tuốt lá. Những cái gốc đào rất là giá trị đấy. Hôm nay thì có việc đi qua đây các bác, thì tôi dừng lại trò chuyện một chút về cái cảm xúc của mình các bạn. Đấy, chia sẻ với các bác thì những ai đều có những miền quê hoặc những một thời khốn khó thì cái Tết xưa cái không khí nó thú vị lắm, nó mong chờ lắm các bạn, nó mong chờ lắm. Đấy, những cái gốc đào rất giá trị được trồng ở trên những cái hang rất là lớn. Còn bên này thì bạt ngàn đào là đào. Con đường này rất là thiêng liêng và ý nghĩa đến với nhiều người. Làng đào Nhật Tân này. Tôi thích xem những cái phim cũ các bạn, Việt Nam cũ, mà Việt Nam Tết hay là Tết cũ. Tôi xem đi xem lại năm nào tôi xem rất là hay. Tôi không thích, cảm giác tôi không thích những cái phim mới bây giờ. Xem và năm nào tôi cũng xem đi xem lại những cái phim về nói về Tết ngày xưa. Thì tôi đang muốn tìm một cái bông hoa đào. Nó nở đầu tiên trong cái chỗ, cái khung cảnh này. Thì tôi vừa thấy một cái bông kia này rồi. Cứ một bông duy nhất các bác nhé. Các bác nhìn hơi khó. Tôi sẽ cố gắng tôi lưu vì họ rào mà tôi cũng không tiện vào. Tôi vừa thấy một cái bông hoa đào ở cái cây có lá kia kìa. Cây có lá kìa. Ở dưới chỗ thân ấy các bác. Xin lỗi, nó hơi tối. Các bác chắc không thể nhìn thấy được đâu, nó bé quá. Xin lỗi các bác, nhưng mà có một bông rồi. Gốc này thì rất to. Đấy. Các bạn. Rồi. Xin cảm ơn các bác đã lắng nghe nhé. Tôi lại tiếp tục hành trình này. Các bạn hãy đưa, hoặc là các bạn trẻ đưa nhau ra đây chụp ảnh rất là vui. Thời tiết này. Tôi sẽ đi qua cả vườn đào của chú Lê Hàm. Năm tôi có quay chú quảng cáo đào Thất Thốn ấy. Và có các bạn hôm đấy thì có gặp các bạn ở VTC10 ấy. Làm phóng sự thì có gặp tôi, có phỏng vấn tôi ấy. Thì chắc là cũng được lên hình, nhưng mà mình chẳng để ý nữa. Nó phát được khung giờ nào đấy. Thì cách đây 2 năm rồi. Giờ đi qua vườn đào chú Hàm cái này. Đi qua cổng thôi, xong rồi để kết thúc cái
cái tào lao tàn mạn ở đây các bác nhé. Cảm ơn các bác đã lắng nghe. Bên này là một khung cảnh hiện đại, còn bên này thì vẫn là truyền thống. Đây cổng của chú Lê Hàm này, chuyên đào thức thốn. Trong này thì nhiều người trồng các bác, nhưng mà chú thì nổi tiếng từ xưa. Chết rất là nhiều này, chết rất là nhiều, rất là khó khăn đấy các bạn, trồng giống nào là rất khó. Đó. Cô gái rất là xinh, áo trắng rất là áo dài rất là xinh, đang cầm cái đèn lồng. Tôi cố gắng tôi quay bạn ấy một chút. Đây, có một bác ấy đang rút lá. Rút lá. Đang rút lá này, rất sớm. Rút lá sớm để những cái gốc nào này thường cơ quan người ta thuê các bác. Rút sớm. Chơi, bây giờ chơi trước Tết mới vui các bác. Chứ trong Tết rồi thì nó là bình thường. Các quý nó là cuộc chạy đua rồi. Đấy các bác nhé. Để thì người ta để chơi đúng Tết thì người ta vặt trước Tết khoảng một tháng, hơn một tháng tùy thời tiết. Nếu mà lạnh thì vặt sớm, nếu nóng thì vặt muộn hơn chút. Đấy. Không khí ở đây các bác bắt đầu quảng cáo rất là nhiều Tết.